Ồ. À, học về chế độ ăn đối với người mới mổ xong đúng không? Thế bây giờ mình sẽ học một số bệnh khác, thì trong này có chế độ ăn của bệnh viêm đại tràng mãn tính. Rồi, vì sao bệnh này xuất hiện? Ủa, cái này học rồi đúng không? Rồi. Chăm sóc dinh dưỡng. Hôm nay chúng ta bắt đầu học từ phần chăm sóc dinh dưỡng đúng không các em? Nếu đúng thì các bạn giơ tay nhá. Alo, các em có nghe thấy cô nói gì không vậy? Rồi. Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ mang thai và đang cho con bú. Rồi, ăn uống hợp lý, lao động ở trên slide có ghi hết rồi. Mẹ khỏe thì con mới đầy đủ dinh dưỡng. Cái này ai cũng biết rồi. Rồi, trong thời kỳ mà mang thai ấy, thì người mẹ phải luôn được ăn uống đầy đủ đúng không? Để có một cái sơ đồ tăng trưởng phù hợp, nên là tăng trưởng về cân nặng thì nó tăng là chỉ 10 kg đến 12 kg mà thôi. Không nên tăng quá nhiều, tại vì nếu như mà ăn nhiều mà ít vận động thì thai sẽ khó đẻ đúng không? Rồi chưa kể đến là trong thời kỳ mang thai đấy, bà mẹ cũng phải thường xuyên đi khám thai theo lịch của bác sĩ đúng không, và tính ngày dự sinh của em bé. Cái này rất là quan trọng luôn, tại vì nếu như có thể là nhiều bạn chưa biết, cô cũng mới biết, là nếu như mà sinh muộn nó ảnh hưởng ghê gớm luôn. Là một trường hợp bởi vì là sinh trễ em bé 10 ngày so với ngày dự sinh. Tại vì em bé chưa muốn ra đúng không? Kết quả là em bé ở trong bụng là ra phân su luôn. Xong rồi em bé là sống ở trong cái môi trường phân su đó và ăn phân su luôn. Đến 10 ngày sau thì cả nhà mới phát hiện ra. Thế là cấp tốc đi mổ lấy em ra. Sau đó rồi mang đi điều trị. Nói chung gia đình cũng có điều kiện. Nhưng mà sau đó là đứa bé đấy nó bị giống như bại não ấy. Nó rất là yếu ớt và bây giờ nó cũng 2 tuổi 3 tuổi rồi, nhưng mà nói chung là yếu ớt và không có trí khôn được đấy, nên thành thử ra là phải cần phải quan sát cân nặng và thời gian chu kỳ của bà mẹ nhá, là quan trọng lắm. Rồi nói về cân nặng nha, trong 3 tháng đầu mang thai ấy thì mẹ chỉ nên tăng 1 kg thôi, 3 tháng tiếp theo thì nên tăng từ 4 đến 5 kg, và 3 tháng cuối thì sẽ tăng từ 5 đến 6 kg. Và ít nhất cũng phải khám thai định kỳ 3 lần. Rồi, phải tiêm phòng uốn ván, theo dõi huyết áp, kiểm tra nước tiểu xem có albumin hay không. Rồi trong thời gian này để đề phòng thiếu máu dinh dưỡng thì bà mẹ cần phải uống viên sắt và axit folic. Nhưng mà không phải là tự kê uống đâu, mà là phải có sự hướng dẫn của cán bộ y tế nha. Rồi phải bổ sung vitamin A để phòng chống bệnh khô mắt cho trẻ em. Rồi, khi mà trẻ Rồi. Khi mà trẻ được sinh ra ấy, thì trong tháng đầu tiên á, em bé đó sẽ được uống về vitamin A ha, theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Đó là những gì mà mình cần phải nhớ về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ đang có thai nha. Rồi, sau đó là nuôi con. Trong này có ghi hết rồi nè. Quan trọng nhất đó là năm đầu tiên. Bởi vì mình đang nói là chăm sóc dinh dưỡng trong cộng đồng mà.
Nên á là quan trọng là mình phải tuyên truyền cộng đồng. Tuyên truyền gì đây? Nuôi con bằng sữa mẹ, không có cái gì tốt bằng sữa mẹ đó. À, và mình phải nhấn mạnh với họ ấy là phải cho con bú càng sớm càng tốt, trong nửa giờ đầu sau khi sinh. Nhưng mà tuy nhiên nha, có một thông thường thì khi mà các bà mẹ sinh con ra, mà nhất là sinh mổ, thì có thể trong một ngày đầu, thậm chí là một ngày rưỡi, sữa nó chưa có về kịp đâu. Nên sau này á mà các bạn sinh em bé ấy, mà không có người lớn dẫn dắt ấy, thì nhớ là mua một ít sữa non để sẵn ở đó đi. Đó, một số người thì kỹ hơn thì mua thêm cái thuốc bôi ấy, để cho nhanh ra sữa, thuốc nam ấy, ở tiệm con cua có bán đấy các bạn. Cái này nhiều người họ không biết đấy. Rồi sau đó là phải cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu. Nhưng mà tuy nhiên là một số bé thì vẫn phải uống thêm sữa công thức, đúng không? Nhất là sữa mẹ mà không đủ á. Rồi các bạn cũng nên học thêm cách là làm sao trữ sữa mẹ. Mình có thể trữ được ở trong tủ đông trong vòng 6 tháng. Đó, cách trữ như thế nào trên mạng nó có bày đó. Lên mạng xem đi. Rồi, sau đó là phải cho con bú từ 18 đến 24 tháng. Không nên cho bé làm sao dứt sữa quá sớm. Tại vì tuy là mình cung cấp sữa, và có thể là lượng sữa đã ít, nhưng mà nó sẽ cung cấp cái nguồn kháng thể quan trọng mà trong các loại sữa khác nó không có. Rồi cũng không nên là dứt sữa cho bé quá trễ, nếu không thì làm sao? Mình phải tập cho bé ăn dặm mới cung cấp đầy đủ được chất dinh dưỡng để cho nhu cầu cơ thể nó phát triển. Rồi, đồng thời thì mình phải quan sát, chú ý tới chế độ ăn của người mẹ, làm việc và nghỉ ngơi thích hợp để cho người mẹ có thời gian cho con bú đúng lúc, đúng không? Và chất lượng sữa cũng tốt. Ở Việt Nam mình thì nghỉ sinh được 6 tháng thôi, chứ ở bên nước ngoài á, là ví dụ như ở Phần Lan là được 10 tháng, ví dụ như ở bên Hàn là được 2 năm các bạn ạ. Mà trong cái thời gian đó thì vẫn được đảm bảo các lợi ích giống như Việt Nam mình, là sau khi nghỉ xong thì vẫn đi làm công việc đó bình thường, rồi vẫn được hưởng lương 100%. Đó, nó có những cái chế độ rất là hay. Thậm chí là ở Nhật Bản chẳng hạn, khi đi sinh thì người ta còn cho tiền nữa, tiền khoảng 60 80 triệu, nhưng mà tất nhiên là số tiền nó chưa đủ, mình vẫn phải bù thêm vào khoảng 30 đến 40 triệu nữa. Rồi, trong này á, là dinh dưỡng, mức tiêu thụ trung bình cho một người trong một ngày đối với là phụ nữ không có thai và phụ nữ có thai. Đây, người ta đứng ở trong đây. Các bạn, hôm bữa cô có nói là mình có những cái đơn vị người ta tính là bằng muỗng, đúng không? Sau đó người ta quy ước này, 5 gram là khoảng bao nhiêu là mấy muỗng này, loại nào này, một đơn vị là bằng bao nhiêu này, ở trong này nó có ghi. Thì các bạn có thể lên trên mạng để tìm hiểu thêm về các loại đơn vị dùng để đong và đếm thực phẩm ha. Tất nhiên là để đong đếm nhiều loại nữa, nhưng mà loại mình quan tâm ở đây chỉ là thực phẩm thôi. Rồi, sau đó là đến trẻ em lớn dần, đúng không? Bây giờ á là có nhiều người, không, có nhiều nơi nha, bắt đầu từ tháng thứ 2 là đã cho trẻ ăn bổ sung rồi, gọi là uống bổ sung chứ chưa phải là ăn. Thì ví dụ như là uống nước cơm đó, rồi bắt đầu đặt đặt giờ một chút. Nhưng mà thực chất ra là mình không nên cho trẻ ăn bổ sung quá sớm đâu. Và khi mà cho trẻ ăn á, thì tập từ ít đến nhiều, từ lỏng đến đặc, mà phải từ đơn chất, tốt nhất là từ nguyên liệu thôi.
một loại nguyên liệu của nó nấu thành thực phẩm thôi. Và mỗi lần ăn như vậy thì cứ một loại thức ăn mới trên một lần, và tập dần cho trẻ em là quen với các mùi vị. Ví dụ như là chỉ cần là chấm môi để biết là vị vị ngọt là gì, ví dụ như vậy, thì rồi vị chua là gì, mình chỉ tập dần cho các em bé quen quen về mùi, quen về vị nha. Rồi sau đó mình mới bắt đầu làm tới là công thức ăn nhiều thành phần, nhiều loại thức ăn. Thì cái công thức thức ăn bổ sung cho trẻ ấy, phải theo cái ô vuông thức ăn. Nè, ở trong đó là phải lấy là sữa mẹ là trung tâm. Đó, hôm bữa có một cái hình, à đây, đây, hình đây, sữa mẹ là trung tâm. Và mình sử dụng, mình làm thành bột cho bé, thì trong đó người ta gọi là gì nhỉ, tô màu đĩa bột, có nghĩa là mình cung cấp thực phẩm, mà tất nhiên là thực phẩm thì nó mang nhiều màu sắc khác nhau đúng không? Mình cung cấp đạm nè, như là tôm, tép, thịt, trứng, rồi các loại đậu đỗ, rồi mình phải cung cấp vitamin và chất khoáng, là các loại rau, hoa quả. Và đặc biệt là mình sẽ chú trọng đến loại rau gì? Rau có màu xanh thẫm, rau có màu vàng ha. Rồi mình cung cấp cho trẻ gì? Cũng có dầu mỡ và bơ để tăng thêm giá trị năng lượng cho cơ thể. Rồi mình cũng tăng thêm các axit béo chưa no để hấp thu các vitamin tan ở trong dầu. Rồi, sau đó là mình phải chế biến làm sao để đa dạng, hình thức đẹp đúng không? Thì trẻ mới ăn, và mùi vị thì thay đổi. Đó, và quan trọng nhất là lúc nào cũng phải chế biến hợp vệ sinh, và nấu nấu bữa nào thì ăn bữa đó, chứ không thể cho trẻ ăn theo kiểu nấu một lần rồi ăn cả sáng trưa tối giống như người lớn được. Và dụng cụ chứa thức ăn của trẻ là luôn luôn phải được rửa sạch, và phải làm sao, phải được tráng qua nước sôi. Thông thường á, thì chúng ta ở nhà chúng ta ăn cơm, chúng ta chỉ là ăn đồ xong, ăn xong dụng cụ cũng chỉ rửa qua bằng xà bông thôi, nhưng mà thực chất ra mình nên có thêm một khâu nữa, đó là tráng qua nước sôi đó các bạn. WHO nó cũng khuyến cáo như vậy đó. Hôm bữa cô đọc ở đâu, ở trên VTV1 đó, cô xem ở trên VTV1 nó cũng nói vậy đấy, mà cái đó là đúng. Rồi, qua bên này, biểu theo dõi biểu đồ tăng trưởng, hôm bữa mình cũng có nói rồi đó. Theo dõi cái này xong rồi mình điều chỉnh bữa ăn để xem qua thử là bữa ăn đó nó đã phục vụ được nhu cầu phát triển của trẻ hay chưa, trẻ có khỏe mạnh hay không. Rồi ai sẽ theo dõi cái này, người thân trong gia đình, đặc biệt là bà mẹ và cán bộ y tế cộng đồng ha, sẽ kiểm tra. Rồi, cái chiều hướng của đường biểu diễn tăng cân này á, là các bạn thấy nè, là nó phải đi lên đúng không? Thì trẻ mới phát triển theo chiều hướng tốt. Còn nếu như mà nó nằm ngang, có nghĩa là tình trạng này là đang là bị đe dọa. Còn nếu như mà đi xuống là dấu hiệu nguy hiểm. Rồi, theo dõi cái biểu đồ, theo dõi biểu đồ tăng trưởng ở cộng đồng, thì đây là biện pháp quan trọng để phòng chống suy dinh dưỡng và dự báo được cái mức độ và nguy cơ suy dinh dưỡng ở cộng đồng. Rồi, những cái tổ chức nào trong cộng đồng thì tham gia hoạt động này, hội mẹ và bé, rồi các cộng tác viên về dinh dưỡng, hội chữ thập đỏ về kế hoạch hóa và gia đình, rồi đoàn thanh niên, họ cũng sẽ theo dõi những cái thông tin này ha. Rồi trên này là biểu đồ tăng trưởng, nhưng mà cái này là theo cân nặng,
của bé gái ha, và cái vùng này hôm bữa phân tích ra làm sao thì cô nói rồi đó. À, tất nhiên là các bạn cũng có thể coi những cái biểu đồ tăng trưởng mà dựa theo chiều cao, dựa theo chu vi vòng đầu của bé, và tất nhiên là mình có thể coi đối với từng đối tượng cụ thể, ví dụ như là khác giới tính này, rồi khác tuổi, và mình so sánh ha. Rồi, tiếp theo là tiêm chủng. Ở Việt Nam mình á, thì mình mỗi trẻ thì sẽ có một cái quyển sổ để tiêm phòng, sau đó bác sĩ sẽ ghi ở trong đó là tháng mấy thì ngày mấy chị chở con lại đây để tiêm phòng. Ở bên các nước phát triển ấy thì nó cũng vậy, nhưng mà nó là thường làm là bằng phiếu điện tử, và nếu như mà bạn quên thì sẽ có nhân viên phục vụ cộng đồng hay là chăm sóc trẻ và bé sẽ gọi điện tới tận nhà. Nếu như mà liên lạc không được thì họ sẽ tìm tới tận nhà ấy, và họ sẽ hỏi là lý do vì sao chưa cho con bạn đi tiêm, có phải là bạn quên hay không, có nghĩa là họ sẽ nhắc mình đó. Còn bên mình thì mình mà quên là thôi rồi á, cái này thì phải nhờ người thân trong gia đình nhớ thêm và cài lịch, không thì cũng hay quên lắm. Rồi, tất nhiên là cái bảng này á, bây giờ đưa vô thế này nó chưa phải là chính xác đâu, phải cập nhật cái bảng mới nhất ở của viện vaccine ấy, dành cho trẻ. Và tất nhiên là có một số loại vaccine thì họ bảo là nếu như anh chị muốn thì có thể tiêm thêm, chứ không phải là những cái loại vaccine mà tiên quyết phải tiêm. Rồi biết đâu mai sau này á, là khi trẻ được sinh ra rồi cũng sẽ được tiêm một cái loại vaccine COVID-19 nào đó, đúng không các em? Rồi, lịch tiêm chủng của trẻ. Đây là một cái lịch mẫu ha. Cô xem cái quyển của Viện Pasteur rồi thì nó không phải là cái lịch như thế này. Mỗi nơi nó sẽ có một cái trình bày về lịch tiêm chủng cho trẻ khác nhau. Và có những loại thì phải tiêm nhắc lại, có những loại thì phải tiêm 2 lần. Tuy nhiên, các bạn phải cực kỳ lưu ý luôn, đó là khi đi tiêm á, thì các bạn phải nhìn thật kỹ, hãy xem coi thử là người ta có tiêm đúng loại vaccine đó không. Ví dụ chẳng có đâu xa, đây người thân của cô luôn, là khi đi tiêm vaccine ý, thì tiêm nhầm. Lẽ ra là cái loại vaccine này á, là 2 tháng nữa mới được tiêm thì tiêm luôn, nhưng mà cũng may là cũng không sao, về thì nó cũng chỉ bị sốt một ngày thôi là nó hết. Nhưng mà nói chung là các bạn phải chú ý, tại vì nhiều khi đông người quá rồi các nhân viên cũng mệt mỏi rồi cũng có sơ sót đấy, nên đi là phải kiểm tra nhìn cho kỹ coi thử người ta tiêm cho con mình cái loại vaccine gì nhá, cực kỳ quan trọng luôn. Rồi, bên này mình xem nè, nhiệm vụ chăm sóc dinh dưỡng thuộc về ai và hoạt động của cộng đồng như thế nào đó, trên bảng ghi hết rồi đó. Tất nhiên là cái này mình phải đi theo từ gì, đi theo từ xã phường, cái nơi địa phương sống, sau đó mới dần là tới cộng đồng. Và cái ban chăm sóc trẻ em này phải phối hợp với rất là nhiều tổ chức đoàn thể khác để lôi cuốn mọi người tham gia và chia sẻ trách nhiệm cho việc chăm sóc trẻ con. Tại vì bây giờ chúng ta đang ở các thành phố lớn nên thành thử ra là nó đã đi vào hệ thống hoạt động rồi. Nhưng mà nếu như mà các bạn về xã phường hay là về các vùng nông thôn ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là họ đến tận nhà đó, và họ sẽ tuyên truyền khuyến cáo, thì ở đấy thì mình thấy rõ là các thành viên của các hiệp hội này tổ chức làm việc ra sao. Chứ còn các thành phố lớn này thì mình thấy là đa phần là cũng làm qua là truyền thông mạng internet, rồi trao đổi thông tin rồi gì cũng qua mạng không à, chứ cũng ít khi gặp mặt trực tiếp lắm, trừ khi là mình thuộc vào cái trường hợp ví dụ như là trẻ bị suy dinh dưỡng, những cái trường hợp đặc biệt ấy thì họ mới tới nhà thôi. Và nếu như mà nó xảy ra tình trạng là
cả nguyên một cái cộng đồng đó luôn, xã phường nó có vấn đề là trẻ bị suy dinh dưỡng chẳng hạn, thì lúc này á, là sẽ có lãnh đạo chính quyền xuống. Rồi bên cạnh đó thì mình phải có một cái đội ngũ cộng tác viên về dinh dưỡng, đây là ở các thôn xóm và tổ dân phố họ lập nên, nhưng mà cũng không phải là ở đâu cũng có. Nhưng mà các bạn thấy ấy, ở bất kỳ nơi nào mà chúng ta sống ấy, thì cũng sẽ có những người rất là uy tín và gương mẫu ở trong thôn xóm, thì sẽ được tham gia vào những cái đội này, đúng không? Và họ rất là nhiệt tình, quan tâm đến các vấn đề về cộng đồng. Và mình có cái hội gọi là hội phụ nữ đấy. Rồi, gương mặt điển hình kiểu mẫu, quỹ hỗ trợ gia đình nghèo. Rồi, những người này thì làm sao? Thông thường những cái gương mặt điển hình này nè, và những cái người mà tham gia hội này, họ sẽ được đi học, đi tập huấn liên tục để họ nâng cao cái kiến thức về chăm sóc dinh dưỡng và bồi dưỡng định kỳ. Rồi sau đó là những cái gia đình kiểu mẫu như thế này thì sẽ được gọi là được khen, được nêu tên, được tuyên dương, và sẽ là cái mô hình để cho những người khác đến để xem, để trải nghiệm thực tế, ý là xem cái kinh nghiệm thực tế như thế nào đó, xong rồi phỏng vấn lên TV, chương trình Mẹ và Bé chẳng hạn vậy. Nó sẽ phỏng vấn là những cái kinh nghiệm thực tế như thế nào về cách nuôi dưỡng trẻ, rồi cách chế biến thực phẩm. Thì cái này thì bây giờ người ta lập thành hội nhóm mẹ và bé hết rồi, ở trên mạng đấy, ở cái vùng đó, hoặc là những cái bà mẹ ở trong bệnh viện, từ cái bệnh viện đó ra, đúng không? Thì sẽ lập nguyên một đội ở trong đó, và có cả bác sĩ, có những người có chuyên môn cao đấy. Rồi đây, hoạt động cộng đồng thì trên này ghi hết rồi. Giáo dục, dinh dưỡng trẻ, mô hình dinh dưỡng kiểu mẫu, phiếu phần mềm theo dõi sức khỏe trẻ em. Cái này bây giờ ở các trường á, như là trường mầm non, trường tiểu học, trung cấp thì cũng có cái này rồi nè các bạn. Và thậm chí là có luôn cả thiết lập khẩu phần ăn nữa, xây dựng cái khẩu phần ăn và cho trẻ ăn. Tất nhiên là đối với những cái trường nào mà giữ trẻ ở lại qua trưa hoặc là tối thôi. Rồi, con chào trẻ em hôm nay, tương lai ngày sau. Mấy cái này các bạn biết hết rồi đúng không? Thực hiện chăm sóc của trẻ. Rồi qua nha, mấy cái này thì tự tìm hiểu thêm. Rồi xin lỗi các bạn. Rồi cả lớp, chúng ta học xong về phần dinh dưỡng rồi nghe. Trong đó mình cũng đã học xong về phần điều kiện vệ sinh. Và trong phần điều kiện vệ sinh đó thì cũng có liên quan đến một phần nhỏ về an toàn thực phẩm rồi. Bây giờ mình chuyển qua cái mảng thứ hai, đó là an toàn thực phẩm nha. Chúng ta chỉ còn buổi học này cộng với lại 2 buổi nữa là 6 tiết nữa là hết môn học rồi đó. Rồi, đây là các khái niệm ha, mà các em phải biết khi mà nói đến an toàn thực phẩm. Thực phẩm là gì? Cái này các bạn biết rồi. Nói chung là những cái gì ăn và uống đưa vào cơ thể con người mà mục đích của nó là cung cấp dinh dưỡng và nó không ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của con người, thì đó chính là thực phẩm ha. Rồi, an toàn thực phẩm là gì? Đây là thực phẩm đó không gây hại đến sức khỏe và tính mạng của người sử dụng nó, thì nó được gọi là an toàn. Các an ninh thực phẩm là gì? An ninh thực phẩm có nghĩa là khả năng nguồn nguồn cung đấy, nguồn cung thực phẩm trong cái điều kiện bất thường, ví dụ như là thiên tai chiến tranh, ví dụ như là dịch nCoV vừa rồi đấy, thì mình cũng có là quỹ về an ninh thực phẩm, kho thực phẩm quốc gia đấy, ở Trung Quốc, rồi ở các nước này, ở Việt Nam mình này, ở Mỹ này, là bắt đầu là người ta giải phóng, người ta lấy ở trong kho đó ra, đúng không? Người ta
cung cấp này gạo này, ở Việt Nam thì cung cấp gạo đúng không cho người dân, còn ở Trung Quốc á, là cung cấp thịt heo vào cái năm trước Tết, năm bao nhiêu ấy nhỉ, năm ngoái đúng không, trước Tết năm ngoái thì Trung Quốc lại cung cấp là thịt heo đấy. Thì cái đấy là nó chính là an ninh thực phẩm, thì cái nguồn cung đó phải đảm bảo về cả số lượng và chất lượng thực phẩm. Tất nhiên chất lượng ở chỗ này là đang nói về là vấn đề phải an toàn thực phẩm. Rồi, các bệnh truyền qua thực phẩm bao gồm là ngộ độc thực phẩm và nhiễm khuẩn thực phẩm, và nó gây ra thì nó gây ra các biểu hiện mà sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng đó, thì gọi là bệnh truyền qua thực phẩm. Cứ nhớ bệnh truyền qua thực phẩm thì gồm có ngộ độc thực phẩm và nhiễm khuẩn thực phẩm nha. Rồi, vệ sinh thực phẩm là tất cả những điều kiện biện pháp nhằm để đảm bảo sự an toàn tính hợp lý của thực phẩm trong toàn bộ dây chuyền thực phẩm đó. Thì cái từ vệ sinh này là nói đến gì, điều kiện và biện pháp để làm cho thực phẩm được an toàn. Thì mình sẽ luôn nghe thấy cái từ á, nó đi với nhau, đó là từ an toàn vệ sinh thực phẩm. An toàn thực phẩm thì biết rồi, mà nói đến cái từ vệ sinh là phải hiểu liền, nó liên quan đến sản xuất và chế biến, đúng không? Đây này, liên quan đến toàn bộ dây chuyền thực phẩm này và quá trình vận chuyển để đảm bảo cho thực phẩm đó nó được an toàn. Đấy, giám sát thực phẩm là việc quan trắc liên tục sự cung cấp thực phẩm để đảm bảo rằng người tiêu dùng không bị tiếp xúc với thành phần trong thực phẩm như chất ô nhiễm hóa học, chất gây phóng xạ để gây lên một mối nguy cho sức khỏe. Giám sát thực phẩm là kiểm tra giám sát đúng không, để cho gì, để kiểm tra xem liệu có một cái mối nguy thực phẩm ở trong đó hay không. Vậy cái mối nguy thực phẩm này là gì? Mối nguy thực phẩm này có thể là chất hóa học, cũng có thể là chất phóng xạ, cũng có thể là vi sinh vật, mà khi có nó thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, thì mình sẽ giám sát xem là có những cái thành phần đó hay không. Còn chất ô nhiễm là gì? Chất ô nhiễm là các chất không được chú ý cho vào thực phẩm. Nhớ nhé, các bạn đã học môn của cô rồi thì các bạn phải phân biệt rõ lúc nào gọi là chất ô nhiễm, lúc nào gọi là chất tồn dư. Mình chỉ có hai cái từ này xuyên suốt ở trong cái môn, trong cái mảng thực phẩm thôi, và rất là nhiều người vẫn còn nhầm hai cái từ này, thậm chí có nhiều bài báo luôn của Việt Nam đó, thậm chí là hơn nữa, thì người ta vẫn dùng sai cái từ ô nhiễm và tồn dư này. Thì các bạn phải phân biệt rõ ô nhiễm là gì, là mình không có mong muốn có mặt nó mà nó vô ý nó ở đâu á, nó bị nhiễm vào, thì cái đó gọi là chất ô nhiễm. Ví dụ như là trong quá trình mổ nội tạng của con heo thì cái phần đó ấy, nó giấy nhiễm lên thân thịt, và kết quả là salmonella nhấy vấy nhiễm lên thân thịt. Vậy thì mình khi mà mình kiểm tra mình thấy con salmonella đó trong thân thịt thì mình phải nói là salmonella bị ô nhiễm vào thịt đúng không? Đó, thì cái đó là mình không có mong muốn mà nó bị vào. Còn những cái gì mà mình mong muốn, ví dụ như là mình cung cấp men vi sinh đúng không, khi mình làm sữa chua thì cái thì axit lactic đó, lộn, thì con vi khuẩn bacteria đó có ở trong cái sữa chua của mình, thì cái đó là do chủ ý mình cho vào, đúng không? Thì không thể dùng từ rằng là cái con đó ô nhiễm vào trong sữa chua được, đúng không? Mà là nó tồn tại ở trong sữa chua do chủ ý của con người cho vào đó. Hoặc là người đó người ta làm ăn bất chính, người ta thêm những cái chất cấm, ví dụ như là người ta cho thêm hàn the vào trong thủy sản chẳng hạn, thì lúc đó người ta gọi là hàn the tồn dư trong thực phẩm, chứ người ta không dùng từ ô nhiễm đúng không? Nhưng mà nếu như mà là các bạn nuôi những cái con hải sản đó ở trong ao hồ, nhưng mà ao hồ đó thì đất nó có vấn đề, nó có kim loại nhiều đó,
thì xong rồi nó vào nước, xong rồi con này nó ăn đồ ăn này nọ đúng không, xong rồi nó có ở trong cơ thể, thì lúc đó mình á, lại bảo là các kim loại này là sao, nó bị ô nhiễm, các chất hóa học này nó bị ô nhiễm vào trong cái cơ thể con này, tại vì mình đâu có chủ đích mong muốn điều đó xảy ra đâu đúng không, thì là ô nhiễm. Còn cái gì mà mình chủ đích, mình mong muốn, mình cố ý, mình cố tình mình bỏ vào thì nó là tồn dư. Hai cái này nó khác nhau nhá. Nên sẽ có trường hợp là của sao, tại sao cũng là một chất này nhưng mà lúc thì ô nhiễm, lúc là tồn dư. Nhưng mà tất nhiên là cái loại chất để mà nằm trong trường hợp lúc là tồn dư và lúc là ô nhiễm thì nó rất là ít và nó khá hiếm ha. Nên hàng thử ra mình cứ thường hay quen là vi sinh vật thì là ô nhiễm, còn hóa chất thì là tồn dư, nhưng mà thực chất ra nó không phải. Mình còn phải xem cái mục đích ban đầu ấy là người người chăn nuôi, người sản xuất, người trồng trọt là cố cố ý bỏ vào hay là nó ô nhiễm từ ngoài vào. Thì hai cái từ này là phải phân biệt cho cô nhé, không được sai sót cái từ này nữa. Nếu như mà mai sau này trong quá trình học á mà cô phát hiện ra mà các bạn sai ở chỗ này, cô sẽ trừ điểm. Cô báo trước là như vậy luôn. Đó, tất nhiên nó còn các môn học sau và nó sẽ còn gặp lại ở đâu đó cái từ tồn dư và ô nhiễm này. Cứ mà bị sai là sẽ trừ điểm để cho nhớ. Rồi, ô nhiễm thực phẩm là tình trạng bất kỳ một chất nào không được chủ hủy cho vào thực phẩm mà có mặt trong thực phẩm. À. Rồi, ngộ độc thực phẩm là gì? Ngộ độc thực phẩm gây ra triệu chứng cấp tính đúng không? Nghĩa là sao? Đột ngột này, thường là do ăn phải cái gì này, triệu chứng như thế nào, trên này có ghi rồi. Tất nhiên nha, không phải là chỉ có những cái triệu chứng về dạ dày ruột đâu, mà nó còn có những cái triệu chứng khác tùy vào loại ngộ độc nữa. Có thể là tê liệt thần kinh, có thể là co giật, có thể là mặt tím tái, hô hấp rối loạn, hay là ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn hoặc là hệ vận động. Đó. Rồi, tác nhân gây độc tố, các chất hóa học, các chất độc tự nhiên do vi sinh vật thức ăn và biến chất. Rồi, nhiễm khuẩn thực phẩm. Nhiễm khuẩn thực phẩm là gì? Là hội chứng của một bệnh do sự xuất hiện của tác nhân lây nhiễm vi sinh vật có sẵn trong thực phẩm gây ra mà không có độc tố được hình thành trước đó. Vậy là do là gì? Do nhiễm vi sinh vật đó chứ không phải là do độc tố của con vi sinh vật đó gây ra nha. Rồi, khi mà mình ăn thực phẩm mà đã bị nhiễm khuẩn thực phẩm rồi thì nó những cái con vi sinh vật này nó đi vào trong ruột và bắt đầu nó sinh sôi, nó nảy nở lên và nó sẽ làm suy yếu sức khỏe của chúng ta, và lúc này nó có thể sản sinh ra độc tố nữa, mà hoặc là nó có thể xâm nhập trực tiếp qua thành ruột và nó lan truyền đến các cơ quan, đến các hệ thống khác, thì lúc đó mình sẽ gọi bệnh đó là bệnh nhiễm khuẩn thực phẩm. Rồi, vậy là các bạn đã học xong một số khái niệm có liên quan đến thực phẩm mà quan trọng. Và những cái khái niệm này nó chỉ cung cấp cho là cái phần là cho phần là an toàn thực phẩm thôi nha. Tất nhiên nó còn có nhiều khái niệm khác, nhưng mà trong môn học này thì không đề cập đến, mình chỉ dừng lại tại đây thôi. Đây, các bạn nhìn vô đây, các bạn sẽ thấy là ngộ độc thực phẩm thì nó bởi nhiều nguyên nhân đúng không? Trong này á, cô phân ra là ba loại, là nhiễm độc thực phẩm do tác nhân sinh học, do tác nhân hóa học và do tác nhân vật lý. Do tác nhân sinh học á, thì có thể là do vi khuẩn, virus, ký sinh trùng và các sinh vật chứa độc tố. Còn do tác nhân hóa học á, thì có thể là do các chất hóa học do mình cố ý mình cho thêm vào đúng không? Do những hóa chất nó bị lẫn vào trong thực phẩm, có nghĩa là nó bị ô nhiễm đó. Rồi những cái hóa chất bảo vệ thực phẩm
trong quá trình bảo quản hoặc chế biến mình cho thêm nó vào. Rồi, đầu tiên là nói về muối nguyên sinh học ha. Vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm. Các vi khuẩn nhiễm khuẩn ngộ độc này, mình có hai loại, một loại là hình thành bào tử và một loại là không hình thành bào tử. Và đây là ví dụ về một số loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm thuộc hai nhóm này ha. Trên này đó, hình vẽ các bạn, hình ảnh của nó các bạn có thể tìm thêm trên mạng ha. Con đầu tiên là mình học là con Campylobacter. Các bạn lưu ý nha, ở môn này gần như môn nào mình cũng gặp lại tụi nó hết á. Nhưng mà mình gặp lại nó với mục đích khác nhau và học những phần khác nhau. Ví dụ như ở phần này thì chỉ nói sơ về đặc điểm của con Campylobacter thôi. Nhưng mà lại phân tích sâu vào gì? Và biểu hiện bệnh, về cách phòng ngừa và cách điều trị. Đó là cái phần chính ha. Và bên cạnh đó thì cũng phải biết sơ về nguồn lây nhiễm để mình tránh nó ra, đúng không? Nhưng mà môn khác cũng học con này luôn, nhưng lúc đó lại tập trung vào cái gì? Tập trung vào là đặc điểm, mà đặc điểm đó thì lại tập trung vào gì? Vào và những cái gì mà liên quan đến các phản ứng sinh hóa của nó, đến các cofactor, đến các enzyme, để làm gì? Để mình có các dấu hiệu nhận biết bằng các phản ứng hóa học này nọ để mình tìm ra nó. Đó có nghĩa là lại lại học theo hướng khác, và lúc đó thì không phải là học về nguồn lây nhiễm nữa, mà học là những loại thực phẩm nào và những giai đoạn nào trong quá trình chế biến sản xuất có khả năng ô nhiễm cái con này, để mình giám sát, mình kiểm tra các quá trình đó, đúng không? Và để mình làm gì? Để mình kiểm nghiệm thực phẩm, để mình đánh giá, mình báo cáo kết quả. Đó. Rồi mình học về triệu chứng bệnh thể hiện ra ở bên ngoài. Có những cái triệu chứng đặc trưng gì? Có, mình chỉ học list 5 6 cái đặc trưng nhất ra thôi, để làm gì? Để khi mà mình có một cái tín hiệu từ cộng đồng gửi lên một sự phản ánh, đúng không, của người tiêu dùng là tôi đi ăn tiệc về xong tôi bị ngộ độc thực phẩm cấp tính, tôi thể hiện ra những triệu chứng như sau. Mình nắm được cái triệu chứng của ảnh, đúng không, và sau đó là mình nắm được thêm là cái thể trạng, cái loại thức ăn mà họ ăn ở trong ngày là cái gì, và mình nhìn vào đó và mình sẽ biết là vậy có khả năng là nhiễm con nào, nó đáp ứng cả hai điều kiện này, nó có khả năng xuất hiện nhiều ở trong loại thực phẩm đó và nó gây ra những cái triệu chứng này, thì nó chỉ còn có ba bốn con thôi, và sau đó mình chỉ đi xét nghiệm để kiểm tra xem có ba bốn con này hay không, thì thường nó sẽ ra kết quả luôn, chứ mình đâu có nhiều thời gian để mà mình phân tích cả mấy chục con để xem nó là con nào, đúng không các bạn? Nên vì vậy đừng có lạ nếu như là con này em học rồi nhưng mà thực chất là em học khía cạnh khác của con này. Đó, có những cái mảng mà mình sẽ thấy là những cái dòng tiếp đầu đề nó giống nhau và nó cũng là những phần như vậy, nhưng mà cái lúc mà mình học nội dung mình tập trung là nó khác nhau hoàn toàn và nó phục vụ cho các mục đích khác nhau nha các bạn. Rồi, bây giờ mình nói đến con Campylobacter nè. Đó. Đặc điểm thì có ghi, đặc điểm thì có ghi dòng thôi, nhưng mà nè, nó gây bệnh tiêu chảy cho người, và chủ yếu là hai cái con nào trong này cũng đã ghi rồi ha. Cái con Campylobacter á, nó có khoảng hơn 10 loài là gây ra bệnh tiêu chảy cho người ha, và cái độc tính ấy
gây bệnh của con này nó tương đối cao nha. Nó chỉ khoảng 500 tế bào, có nghĩa là chỉ khoảng 500 con thôi, nó đã đủ gây bệnh cho người rồi. Chứng tỏ là sao? Chứng tỏ là cái tính gây bệnh, cái độc tố gây bệnh của nó là cao. Trong khi đó có nhiều con á, là phải lên tới là 10 mũ 5, 10 mũ 6 mới có khả năng gây bệnh. Thì như vậy là tính gây bệnh của nó lại thấp đúng không? Nhưng mà con này là thuộc vào tính gây bệnh tương đối cao nè. Nguồn lây nhiễm của nó là chủ yếu là ở động vật nha các bạn. Này, cái dòng đầu tiên này này, nó mới là cái dòng nhấn mạnh. À, nó đây, nguồn lây nhiễm này chủ yếu là động vật. Và động vật ở đây nhá, không những là những cái con mà mình hay ăn mà nó còn có là ở trong các vật nuôi làm cảnh nữa. Đó là lý do vì sao mà các bạn luôn phải rửa tay trước khi ăn đấy. Rồi, nó lây nhiễm vào đâu? Tất nhiên, thức ăn chưa chín thì chưa giết được con này đúng không? Thức ăn bị nhiễm khuẩn sau khi mà nó đã thức ăn đó đã được chế biến và xử lý xong thì nó nhiễm khuẩn lại. Ví dụ như tay mình dơ, mình có cái con đó xong rồi mình cầm lên cái miếng bánh mình ăn chẳng hạn thì nó cũng sẽ nhiễm chéo vào cái miếng bánh đó. Hoặc là con nít ấy, thì hay thích nghịch sữa, cho tay vào trong sữa đấy thì nó sẽ nhiễm chéo. Rồi đây, nước uống, thức ăn. Rồi, trong này cái con Campylobacter jejuni này ha, thì nó rất ít khi mà nó truyền từ người sang người, không có sự nhiễm chéo ấy từ người sang người ấy các bạn. Nhưng mà cái con Campylobacter coli này thì dễ lây nhiễm từ người sang người ha, sự nhiễm chéo do sự tiếp xúc đụng tay chân hoặc là ăn ăn cùng dụng cụ, nói chung là do ăn uống bẩn thì mình thường mới bị nhiễm chéo. Chứ còn nếu như mà muỗng ai người nấy dùng, chén ai người nấy dùng thì sẽ không có hiện tượng này xảy ra rồi ha. Rồi cũng tránh đừng để nhiễm phân. Nói đến nhiễm phân ha, ở nước mình thì thấy còn ít gặp, không, ý là ít gặp tình trạng này. Không phải trường hợp này, ở bên nước ngoài ấy thì khi mà người ta đi đi vệ sinh công cộng ấy thì hay có cái miếng dán bồn cầu ấy các bạn, tính ra tầm chắc 2.000 3.000 một một miếng ấy, nó sẽ dán hết toàn bộ cái thành bồn cầu ấy, sau đó rồi người ta mới sử dụng. Ở Việt Nam mình cũng có đấy nhưng mà mọi người thì ít dùng. Nhưng mà cô khuyên là các bạn mà đi đâu mà những nơi mà tiềm ẩn mối nguy cơ cao đối với những bệnh này, ví dụ như là cái gì, bệnh viện ký sinh trùng đấy đó, đi vô những nơi như vậy hoặc là những khoa như thế mà đi nặng hay đi nặng ấy thì tốt nhất là cũng nên có những cái phương pháp bảo vệ cho chính mình. Nhưng mà nghiêm cấm là không nên đạp chân lên thành bồn cầu nhá. Cái này thì nó thể hiện cái văn hóa của các bạn và nó cũng gây ra một sự khó chịu cho người khác và cũng gây ra sự mệt mỏi cho người phải dọn dẹp nữa. Nói chung nó có nhiều yếu tố. Rồi, biểu hiện bệnh của con này nha. Làm sao cái con Campylobacter này nó xâm nhập ấy vào trong cơ thể của con người? Thì một số nghiên cứu họ nói đến cái này á, là có liên quan đến tiên mao của cái con Campylobacter. Vừa nãy các bạn thấy cái con Campylobacter nó có một cái roi rất là dài ha, thì cái tiên mao này, và cái thứ hai nhờ cái tiên mao này mà nó làm sao nó bám được vào trong cái thành ruột, và cái thứ hai là nhờ sự kết dính của vi khuẩn với thành ruột. Thì đa phần là các nghiên cứu họ nói là bởi vì vậy nên con Campylobacter nó mới xâm nhập được ở trong ruột và nó giữ lại và nó phát triển lên là vì vậy. Nhưng mà tất nhiên là đây cũng chỉ là một số ít nghiên cứu thôi, riêng về con này ha thì nó chỉ là một số ít nghiên cứu, nó chưa được nghiên cứu nhiều về cái khía cạnh làm sao nó xâm nhập vào trong cơ thể. Rồi, vừa nãy nói là con này là gây ra các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa và tiêu chảy đúng không, và nó sinh ra độc tố ha,
con này nó có sinh độc tố nha, và nó sinh ra nội độc tố. Mình có nội độc tố và ngoại độc tố đúng không? Nội độc tố là ngay ở trong bản thân của con đó, và khi nào con này nó bị chết đi thì nó mới giải phóng ra ngoài. Còn ngoại độc tố là do con này nó tiết ra môi trường bên ngoài luôn đúng không? Thì cái độc tố này nó bản chất giống như là của bệnh dịch tả vậy ha. Khi nhiễm vi khuẩn từ khoảng 2 đến 3 ngày thì mình sẽ có những cái triệu chứng đó, như trên bảng đó, có sốt, đau bụng, nhức đầu nè, xâm chiếm một phần ruột gây mất máu, rồi viêm ruột thừa gây tử vong ở trẻ em. Cái này là đã có rồi ấy nhá, mới ghi vào đây chứ nếu như mà chưa có thì người ta sẽ không ghi đâu. Rồi nó còn gây ra nhiễm độc ngoài ruột, nhiễm khuẩn cơ thể, gây ra viêm màng máu, rồi hội chứng tê liệt thần kinh cơ bắp. Đây là một phần gì, một phần ngàn thôi đúng không? Rồi số lượng tế bào vi khuẩn gây bệnh là 500, cái này vừa nãy mình nói rồi, và cơ thể có thể tự loại trừ từ 6 đến 10 tuần. À, hôm bữa cô có nói với các bạn rồi, ăn sữa chua cứ liên quan đến các bệnh về dạ dày, tiêu chảy rồi đó, thì bằng do nhiễm khuẩn ấy, thậm chí là do tồn dư kim loại nặng thì cứ ăn sữa chua vào rất là tốt luôn các bạn, và nó sẽ loại trừ nhanh hơn những cái tác nhân này ra khỏi cơ thể ha. Rồi trẻ em thì bị tác động nhiều hơn thì đúng thôi, sức đề kháng yếu mà. Rồi phòng ngừa này, ăn chín uống sôi, cái đó ai cũng biết rồi đúng không? Rồi gia cầm gia súc thì phải điều trị kháng sinh, và mình phải tránh nhiễm chéo đúng không? Nhờ cái con này vào trong dụng cụ quần áo, giày dép, xong rồi nhiễm vào người đó. Nên là các bạn thấy ở các trại đặc biệt luôn, bây giờ đang dịch dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành rất là ghê gớm. Trước đó thì là có tai xanh, rồi trước đó là lở mồm long móng, thì họ những cái hộ chăn nuôi này, thậm chí là cả về hộ này, cả trang trại và cả về quy mô công nghiệp luôn, thì họ họ rất là khó khăn và họ rất là khắt khe, họ không cho người lạ tiếp xúc đúng không? Không cho người lạ đi vào trang trại của họ, không cho luôn đó các bạn, chứ không phải là cứ mặc đồ bảo hộ của họ vào xong rồi đi khử trùng nhà dép này nọ kia là họ cho vào đâu, mà bây giờ họ không cho luôn, tại vì nếu như mà có bệnh phát sinh ra là người ta phải hủy cả đàn, cả nguyên cả cái trang trại đó, thì thiệt hại kinh tế rất là lớn. Những cái trang trại công nghiệp lớn á, ở ngoài Bắc á, mà các bạn học ngành chăn nuôi ra ấy, đi vào trong đấy làm là 6 tháng mới được ra ngoài một lần. Thật luôn. Ngày nghỉ lễ rồi gì được nghỉ một ngày, hai ngày gì đó thì cũng ở trong đó. Tất nhiên là lương của những người này sẽ cao hơn, thì họ sẽ làm quản lý hay là họ sẽ là người trực tiếp phân phối cho ăn hay là tiêm kháng sinh gì đó ở trong trang trại đó, nhưng mà họ sẽ không đi ra ngoài cho đến khi cái lứa đó, cái đàn đó được xuất đó, và họ kiểm tra nghiêm ngặt như vậy đó, và họ rất là cẩn thận thôi, tại vì những cái con này nó rất là dễ lây chéo này các bạn này, cho dù là đồ bảo hộ lao động mà khử trùng không có sạch sẽ thì nó cũng dễ dàng nhiễm ra, hoặc là cho dù là mình có sử dụng vôi thuốc sát trùng giày dép nhưng mà không đủ liều lượng thì làm sao, chỉ cần có một con còn sống thôi là nó ảnh hưởng đến cả đàn luôn, cả đàn gia súc luôn, nên người ta kiểm soát rất là kỹ nha. Tại vì bây giờ á là cái xu hướng á, là giảm kháng sinh trong chăn nuôi á, là đang là xu hướng của toàn thế giới nha các bạn. Mặc dù là sử dụng kháng sinh thì mang lại rất là nhiều lợi ích. Rồi, nếu như mà mình bị nhiễm con này á, thì các bạn nên nhớ là các bạn phải luôn phải bù điện giải nha. Bù nước cho cơ thể, thì bây giờ mấy cái này có đầy ý, đi ra tiệm thuốc là người ta bán cho từ loại mắc cho đến loại rẻ có hết. Mà còn nếu như mà không đi được, không lết nổi thì pha một tí nước muối uống cũng được. Rồi.
Ở trong này ha, là người ta có tính là khi mà chế biến á, thì nhiệt độ và thời gian để chế biến cái loại thực phẩm đó là bao nhiêu thì có thể loại trừ được con Campylobacter. Thì trên bảng này có ghi rồi ha. Các bạn lưu ý cái nhiệt độ này là nhiệt độ tâm nha, có nghĩa là nhiệt độ nó nóng sôi vào trong tâm rồi, lúc đó mới bắt đầu tính là 15 giây. Ý là như vậy, nhất là đối với các loại thực phẩm mà các bạn chưa rã đông mà mang đi luộc ngay đó, hay là mới lấy ở trong tủ lạnh ra ấy, thì lúc nào cũng phải quan sát cái nhiệt độ tâm ở trong này này. Rồi, các biểu hiện bệnh này, các bạn thấy nha. Đối với lại các SPP khác nhau thì làm sao? Thì cái con Campylobacter này nó sẽ biểu hiện ra bệnh khác nhau nè. Có con á là nó làm sao, nó nhận cả người và động vật là ký chủ sống nó, nhưng mà có con á thì nó chỉ nhận người là ký chủ sống lại, không có ở động vật ha. Thì cái này các bạn phải nghiên cứu thêm, nó có rất là nhiều. Vừa nãy cô có nói là có hơn 10 loại là sẽ gây bệnh cho người đúng không, nhưng mà trong này thì mình chỉ có 2 4 6 6 loại thôi. Và triệu chứng bệnh của nó thử là khác nhau nè, có triệu chứng như thế nào trong này ghi rồi. Và động vật chứa tất nhiên là nó cũng có thể có ở con khác, ví dụ như là con này có thể có ở bò, cừu và lợn, nhưng mà cái tỷ lệ á, mà có nhiễm ở trong lợn ấy, thì tồn tại ở trong lợn thì nó làm sao, nó rất là ít, mà thường gặp là ở bò và cừu nhiều hơn. Có nghĩa là cái động vật chứa này chỉ ghi là ký chủ chủ yếu của nó thôi, là hầu hết là quan trọng thì mới được ghi vào trong này, chứ không phải là nó sẽ không có ở ở trong những loài khác nha. Rồi, con thứ hai mình học đó là con E. coli. Rồi, con E. coli này nó cũng gây ra bệnh gì? Cũng gây ra là bệnh đường ruột đó. Con này được phát hiện là đầu tiên là ở đâu? Con này á, là được phát hiện ở trong tã lót của em bé. Rồi. Còn gì cần nhớ nhỉ? Rồi, quá trình đổi tên của con này thì rất là khúc chiết nha, tự lên mạng sờ thêm, không nói nữa. Đặc điểm: vi khuẩn chính ký sinh trong đường ruột của động vật máu nóng. Trong cơ thể con người ta vào lúc mà trạng thái cơ thể bình thường ấy thì có con E. coli không các bạn? Bạn nào nói là có giơ tay. Các bạn đi ngủ hết à? Đúng rồi, trong trạng thái bình thường của mình á có con này nè. Con này quan trọng lắm á nha. Con này á, nó tất nhiên cái ở trong trường hợp này là nó gây hại, nhưng mà trong cái trường hợp mà nó có gây lợi ấy, thì nó vẫn là thuộc ở trong nhóm là các hệ vi sinh vật. Đúng rồi, hệ vi sinh vật cộng sinh ở trong đường ruột và mang lại những cái lợi ích sức khỏe cho con người. Thì đó, và sự cân bằng của cái nhóm này mà bị ảnh hưởng, trong đó có con E. coli này mà nó bị lệch đi, nó thiên lệch đi thì bắt đầu nó mới gây ra những cái triệu chứng bệnh. Đây là cô nói là nội tại trong cơ thể nhé, chứ cô chưa có nói là nhiễm từ thức ăn vào nhé. Thì cái con này nè, nó rất là cần thiết cho quá trình tiêu hóa thức ăn đó, và nó là một thành phần trong cái hệ vi sinh vật của ruột đó. Rồi, đặc điểm. Rồi, các bạn nè, thấy cái con này á, đâu rồi, nó không có tạo bào tử, nhưng mà nó có thể sống hiếu khí hoặc là hiếu khí tùy tiện. Nhiệt độ sống ấy thì 37 độ cũng sống được, mà lên 40 độ vẫn có thể sống.
Nghe như vậy là đã biết là nó là một cái loại vi khuẩn khá là thích nghi đúng không, và dễ tồn tại ở trong nhiều loại thực phẩm rồi đó. Con này nó có số lượng tế bào gây nhiễm bệnh nhỏ, chỉ 10 đến 100 con là đã đủ để gây bệnh rồi. Nên á, người nào mà hay yếu bụng một tí á, là cứ bị hay bị tiêu chảy á, là do con này đây. Ở trong nội tại trong cơ thể đấy, nó chỉ cần thay đổi có một tí thôi, đúng không? Nó chỉ tăng là lên 10, 100 thôi là làm sao? Là đã bị bệnh rồi. Nên cứ có nhiều người á, cứ gặp hơi, tất nhiên là cũng do thể trạng, hơi gặp lạnh một chút, dạ dày yếu một chút là tiêu chảy suốt ngày. Rồi, con này nó sinh ra nội độc tố thì gây tiêu chảy, còn ngoại độc tố thì gây tan huyết và phù thủng. Tất nhiên nó còn tùy thuộc vào loại SPP ha. Và trong đó thì người ta phân theo các dòng tuyếp huyết huyết thanh của con E. coli ha, và những cái dòng nào quan trọng thì trên này đã ghi rồi. Và cái con mà O157H7 này nè, đây là một dấu sao lớn luôn. Tại vì nó là gì? Nó là chủng gây ra những vụ ngộ độc thực phẩm lớn nhất trên thế giới luôn, từ trước cho đến bây giờ luôn. Là cái chủng này rất là quan trọng ha. Nó họ phân theo tuyếp huyết thanh. Này, cái con E. coli này nó nằm ở trong nhóm là coliform phân. Mà coliform phân thì chứa nhiều con đúng không? Thì con coliform phân này nó lại nằm ở trong một cái nhóm lớn hơn là coliform, và coliform này nó lại nằm ở trong một cái nhóm siêu lớn, đó là tổng vi khuẩn hữu khí. Thì cái nhóm coliform phân á, là hiểu rồi, là nhiễm chủ yếu là từ trong phân mà ra đúng không? Thì con E. coli này nó cũng có mặt ở trong đó. Đây, nên này này, khi mà gia súc gia cầm đấy đúng không, nó có phân mà, thì bắt đầu nó tiếp xúc vào nguồn thức ăn hay là nước uống hay tay dụng cụ người tiêu dùng vân vân bằng nhiều cách khác nhau, và bắt đầu nó nhiễm chéo. Mục đích cuối cùng là nó đến được với thực phẩm, và thực phẩm nó khi người ăn vào đúng không thì có chứa cái con E. coli này và gây bệnh. Nên vì vậy người ta khi mà kiểm nghiệm thực phẩm á, thì người ta sẽ lấy cái con E. coli này là con chỉ định để kiểm tra rằng là thực phẩm đó trong quá trình chế biến có bị nhiễm phân hay không, hay nói một cách khác là kiểm tra điều kiện vệ sinh của cái cơ sở sản xuất chế biến ra cái sản phẩm thực phẩm này có đảm bảo vệ sinh hay không, liệu có quá trình nhiễm phân ra hay không. Thế rau có không các bạn? Đừng có nói là trong quá trình là trồng trọt và chăn nuôi mà không kiểm tra con này nhé. Cũng kiểm tra con này luôn, cũng kiểm tra cái điều kiện trồng trọt và chăn nuôi có đảm bảo vệ sinh hay không. Lý do là vì sao? Ở các vùng nông thôn và vùng ngoại ô của các thành phố lớn, đặc biệt là miền ngoài Bắc ấy, thì người dân hay có thói quen ấy là lấy nước ở cái gọi là ở ngoài đồng ấy, ở ngoài kênh ấy, hoặc là ở mương, rồi ở vùng ven nó có những cái rãnh gọi là thoát nước ấy, ở ruộng lúa ấy, người ta lấy cái nước đó để người ta rửa rau luôn. Nhưng mà thực chất ra nước này nó có sạch không? Không, nước này á, nó tồn tại mối nguy vi sinh vật rất cao, đặc biệt là cái nhóm coliform và E. coli này. Tại vì động thực vật thì người ta vẫn các loài động vật thì người ta vẫn thả rong, vật nuôi vẫn thả rong mà đó, thì nó sẽ nhiễm vào nha. Nên thành thử ra các bạn đi mua rau rồi gì ở ngoài ngoài các vùng đó cũng phải chú ý xem người ta sử dụng nước gì để tưới tiêu cho nó trong quá trình trồng, rồi nước gì để rửa rửa sơ sơ đó, rửa bớt bùn đất này nọ kia khi bán. Nó phải xem, nói chung là phải nghiên cứu địa hình xem người ta bán ở cái vùng có sạch sẽ hay không. Túm lại là theo kinh nghiệm thôi, mấy đứa mình cũng không thể kiểm tra hết được. Và tất nhiên là cho dù có nhiễm đi chăng nữa, nhưng mà mình nấu chín lên rồi mình uống sôi thì mình cũng sẽ không không sao cả. Các bạn có biết cái loại rau gì mà có con này nhiều không? Loại rau nào có con này nhiều nhất? Cả lớp.
rau muống nhiều con này á, mà nó hay có ở trên lá của rau muống á, nên người nào mà ăn một số lượng lớn rau muống mà ăn thân á thì ít bị hơn là ăn lá. Con này nè có nhiều trong rau muống lắm á, tất nhiên là một số loại rau khác mà trồng ở trong nước lên nữa như rau cần tây này nọ, nhưng mà riêng đặc biệt là đối với rau muống thì hay chứa nhiều con này. Và người nào mà yếu bụng mà cứ ăn rau muống mà loại ăn lá nhiều á là tiêu chảy ngay. Rồi. Vừa nãy á, mình nói là nó có thể vấy nhiễm đúng không? Các loại vi sinh vật nó có khả năng vấy nhiễm trong quá trình chế biến, thì cái con này nó cũng sẽ không ngoại lệ đâu. Nấu chín thịt tất nhiên cái này là tính nhiệt độ từ tâm thôi, mà tốt nhất thì cứ nấu 100 độ C đi các bạn ạ. Tất nhiên người ta nói rằng là ở 71 độ C đó thì con này nó vẫn còn sống tồn tại, nhưng mà nếu như mà các bạn kéo dài ở trong thời gian ví dụ như là 15 phút hoặc nửa tiếng thì cũng có thể tiêu diệt được con này, có nghĩa là nó có sự kết hợp giữa nhiệt độ và thời gian nữa nha. Rồi, biểu hiện bệnh đau thắt ba tử, nôn ói. Đó, cái con này là mình thấy có nôn ói này, và sau 3 đến 4 ngày bị nhiễm con E. coli đúng không? Vậy là chậm hơn cái con Campylobacter đen nữa. Và mình có thể tự hồi phục lại ít nhất là sau 1 tuần mắc bệnh. Một số người thì bị nhiễm con này nhưng mà chả thấy triệu chứng gì cả, tại vì cơ thể khỏe, hệ cân bằng vi sinh vật nội sinh trong ruột chưa bị ảnh hưởng nên không thấy gì. Nhưng mà nếu như mà bị nặng nha, tất nhiên còn tùy vào cái loại con nhiễm, cái chủng nhiễm là gì, mà gây rối loạn máu suy thận ra sang sao đó. Đây này ghi hết rồi, làm sao để phòng ngừa nó đây. Đây, vừa nãy nói rồi, khó nhận biết nước thức ăn có nhiễm E. coli hay không. Nó không có thể hiện ra cái biểu hiện gì đặc biệt cả để mà ta biết cả. Nên mình phải thường xuyên hình thành thói quen đúng không? Làm gì đây? Ăn gì uống rồi đấy, trên này có hết rồi. Rồi sử dụng thớt thì phải sử dụng một thớt hai mặt, một mặt thực phẩm sống, một mặt thực phẩm chín, hay là sử dụng thớt khác nhau. Thớt thì chuyên làm việc với các động vật, các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật thôi đó, ví dụ như thế. Rồi phải khử trùng nước bằng chlorine, nước mà mình uống ấy thì sạch rồi theo hệ thống rồi đúng không, ở các thành phố chứ còn ở nông thôn mà nhất là những nơi nào mà có trang trại ấy, này là ý là có khả năng á, một là dễ lây nhiễm vi sinh vật từ quá trình chăn nuôi là nước đúng không, hai là nguồn nước ở đó không sạch thì thường nó nghiêng về vấn đề là do mối nguy hóa chất nhiều hơn là vi sinh, nhưng mà vẫn có trường hợp vi sinh ở trong này thì người ta phải phải khử trùng nước định kỳ. Và bây giờ cũng không phải là dùng chloric nữa đâu, tất nhiên nó là thành phần chính, nhưng người ta cũng có thể sử dụng những cái loại hóa chất khác. Thì mình có thể đi ra ngoài tiệm thuốc ấy, không phải thuốc trong người đâu, đi vào mấy cái tiệm thuốc thú y hoặc là thức ăn chăn nuôi ấy, thì họ sẽ có bán những cái gói nước để khử trùng. Có thể là dạng nước hoặc có thể là dạng bột để khử trùng hệ thống nước uống ở trong nhà. Thì mình sẽ lấy về mình xử lý, và tất nhiên là định kỳ 6 tháng một lần hay sau đấy, và họ cũng phải thường xuyên đi kiểm tra nước. Và bây giờ thì cô thấy là kinh tế cũng phát triển rồi nên ở nhà những người nông dân ấy họ cũng đã bắt đầu sử dụng máy lọc nước rồi, và họ lọc nước luôn và dùng cái nước đó để cho chính họ uống, và nếu giàu có hơn thì sử dụng cái nước đó cho gia súc gia cầm uống luôn. Rồi chua chua nước khử trùng
Và một ý ở trong này nè, có gặp nhưng mà không phải là phổ biến, đó là khi mà các bạn đi bơi ấy, ở những nơi có nguồn nước bẩn ấy, thì các bạn dễ nhiễm con này và thậm chí là một số con khác nữa nha. Hôm bữa cô mới đọc cũng nói về ký sinh trùng ở bãi biển Thái Lan ấy. Hai cái người đấy đi ở trên bãi biển, đi chân đất thôi, và kết quả là về ngứa ngáy, xong rồi đi khám thì bị nhiễm ký sinh trùng, nhiễm cái loài giun gì đấy, nó nhiễm từ trong cát vào trong chân đấy, xong rồi nó sinh sôi nảy nở ra rất là khủng khiếp luôn các bạn. Bãi biển ở Thái Lan lên cả báo, chắc bây giờ các bạn một search Google nó cũng ra đấy. Nên đấy là những mối tai họa mà không biết từ đâu giáng xuống đúng không? Rồi điều trị. Khi bị con bệnh do cái tiết huyết thanh O157H7 thì mình không dùng thuốc kháng sinh nha. Tại vì sao? Nếu như mà lúc này mình dùng thêm thuốc kháng sinh thì bệnh có thể sẽ nặng hơn đấy. Và đặc biệt nếu như mà mình uống cái thuốc là thuốc cầm tiêu chảy thì làm sao? Thuốc cầm tiêu chảy có nghĩa là thuốc làm cho quá trình tiêu hóa chậm lại. Mà nếu như tiêu hóa chậm lại thì nó sẽ tạo cơ hội để làm gì? Để cơ thể mình ấy hấp thụ độc tố do con vi khuẩn E. coli này nó sản sinh ra. Đó, nên thôi, đừng có dùng thuốc này nhá, cứ ăn sữa chua vào, cực tốt luôn. Để cứ đẩy nhanh các loại độc tố này, đẩy nhanh vi khuẩn này ra ngoài là được. Nên cứ mắc bệnh con này á, vài ngày thôi, không cần điều trị gì hết là đã khỏe rồi. Nhưng mà bị cái con tiết huyết thanh O157H7 thì đi viện nhá, có thể gây tử vong đấy mấy đứa. Tại vì làm sao, tiêu chảy nhiều quá, mất nước nhanh quá, không ngăn kịp. Nhưng mà bây giờ nó không nguy hiểm như ngày xưa nữa đâu, bây giờ hệ thống y tế phát triển tốt rồi. Trong thời gian này thì các bạn cố gắng ăn uống sạch sẽ, đúng không? Ăn uống điều độ, đừng có ăn những cái thực phẩm mà xung khắc nhau. Vì thời gian này mà bị bệnh nhá, mà khó đi bệnh viện lắm. Tại vì bây giờ hệ thống y tế cũng đang rất là nặng nhọc với lại con em Covid rồi. Bây giờ mà đi viện nữa là khổ lắm. Nên cứ mua một ít loại thuốc Vân Mộc Thương mà đó, bù điện giải, vitamin, những cái loại thuốc mà cần phải có đấy ở trong tủ thuốc, rồi chuẩn bị thêm sẵn là viên paracetamol đúng không, vitamin tổng hợp, vitamin C, để mấy hôm nữa còn tiêm vaccine. Ví dụ như cô này đi mua thuốc ấy, người ta đã là paracetamol dạng tủ hết rồi em ạ, chỉ còn dạng viên thôi, xài đỡ nhé. Mà em mua đi, chị cũng không biết lúc nào mới lấy hàng được về tiếp đấy, họ nói với cô thế đấy, cái tiệm gần nhà cô ấy. Nên các bạn cố gắng giữ gìn sức khỏe. Rồi, các dạng gây bệnh của nó nè. Đấy, các bạn thấy này, thông thường tất cả luôn đều là có dễ chảy đúng không? Rồi các hội chứng tiếp theo là có hoặc là không có. Ví dụ như là nôn mửa, sốt, co giật, đấy, rồi bị chảy máu nữa này. Con tiếp theo là con Listeria nha. Con này á là hữu khí hoặc kỵ khí không bắt buộc. Rồi nghe vậy là cũng biết rồi đó, thế nào cũng có nhiều loại thực phẩm để cho con này dễ sống đúng không? Giá nhiệt độ hoạt động thì siêu rộng luôn, còn rộng hơn cả con E. coli nữa đúng không các em? Nè, phân bố rộng, ưa lạnh, bên với các điều kiện môi trường có pH thấp, nồng độ muối cao. Thường á mà làm ra các loại thực phẩm á, để kéo dài thời gian sử dụng nó thì người ta thường sẽ tăng một cái đặc tính ở trong loại thực phẩm đó, ví dụ như là dạng khô ồ đúng không, hay là muối cao, hay là dầu cao, ví dụ như vậy. Nhưng mà các bạn thấy con này nó khỏe không?
nó sống được cả ở trong môi trường pH thấp và nồng độ muối cao luôn. Rồi, tuy là nhiều loài như thế này nhưng mà hai cái loài mà gây bệnh mà ta hay gặp đó là con Listeria monocytogenes và Listeria Ivanovi, hai con này nha. Rồi, lây nhiễm từ đâu? Từ những cái thực phẩm mà đã có mặt con này rồi, đúng không? Và nó nhiễm từ đâu? Bất kỳ khâu nào trong quá trình sản xuất thực phẩm. Đó. Vừa nãy các bạn để ý nha, con E. coli cô chỉ toàn nói là bởi vì do nhiễm từ phân, đúng không? Từ cái phân này nó là điều kiện là chỉ tiêu, chỉ đến điều kiện vệ sinh đó. Sau ở dính vào nhiễm chéo từ cái này từ từ nhiều nơi khác nhau, xong rồi cuối cùng là đi đến là thực phẩm. Nhưng mà cái con Listeria này nó rất là khủng khiếp, ở bất kỳ khâu nào của quá trình sản xuất thực phẩm cũng có khả năng nhiễm con này hết đó. Rồi, những loại thực phẩm xác suất ô nhiễm con này cao đó, trên này có ghi rồi nè, nè pate này, thịt dăm bông này, dầu mỡ nhiều nhá, anh vẫn sống được đúng không? pH cao vẫn sống được, muối nhiều vẫn sống tốt đúng không? Thịt gà, trứng, hải sản, thực phẩm đã chế biến sẵn để lạnh rồi anh vẫn có khả năng có nó, tại vì sống được tải từ 1 độ cho đến 40 độ mà, ở đâu cũng dễ dàng gặp được con này phải không? Các loại thịt nguội như xúc xích này cũng có, nên ý, cái con này ý, mà các bạn kiểm tra ở trong các loại thực phẩm mà đồ ăn sẵn ấy, pate này, thịt này, phô mai này, dăm bông này, đấy, thịt nguội này, xúc xích này là dễ có con này lắm. Rồi, biểu hiện bệnh nha, sốt, đau đầu, bụng dữ dội, nhưng mà con này là không gây ra gì nữa, không gây ra tiêu chảy đúng không? Sốt, đau đầu, buồn nôn, nôn, rối loạn ý thức và hôn mê, là bị lúc này hôn mê là bị nặng rồi đó mấy đứa. Rồi, bị có mụn mủ sẵn cục ở dưới da. Các bạn lưu ý nha, nếu như mà mình bị nhiễm con này bị nhẹ thì mình tưởng là mình bị cúm thôi á, rồi sau đó theo một thời gian thì nó sẽ tự hết, nhưng mà nếu như mà nó bị nặng á, nó có khả năng là tới viêm màng não và nhiễm trùng máu luôn. Nhiễm trùng máu á, mà trong vòng mấy ngày mà không chữa là chỉ có đi thôi mấy đứa ạ, cái đó là bắt buộc là phải đi bệnh viện hết rồi. Rồi, nhóm đối tượng nào có khả năng nguy cơ nhiễm cao, có nghĩa là theo cái sức đề kháng của cơ thể đó nó đúng không, mà biểu hiện bệnh ra là rõ hay không và đến mức độ nào. Đây, trẻ em sơ sinh luôn này, trẻ sơ sinh là có thể gây tử vong luôn, và các bạn thấy khủng khiếp không, 30 đến 50% những trẻ sơ sinh mà bị nhiễm con này thì sẽ bị tử vong đúng không? Tỷ lệ rất là cao, gần như một nửa trẻ sơ sinh mà nhiễm con này là chết rồi đó, rất là nguy hiểm. Nên vì vậy làm sao mình phải nâng cao hệ thống miễn dịch cho bà mẹ đang mang thai, và mình phải kiểm soát cái chế độ ăn thực phẩm mà bà mẹ đưa vào đúng không? Nếu như mà người mẹ mà đang mang thai á, mà nhiễm con này thì làm sao, sảy thai, nhiễm trùng khi mới sinh, mà đã sinh rồi á thì đứa trẻ này khả năng sống sót cũng chỉ là 30 đến 50% thôi. Nên nha, làm gì nè, đây phòng ngừa nè, rồi nấu chín uống sôi, cái này biết rồi, phải tiêu diệt con này đi, rau giống tôm mát chưa phụ như này. Đây, tiêu diệt nó bằng nhiều phương pháp khác nhau, đây thì nấu chín, còn đây là khử trùng chiếu xạ thì đều được đúng không? Có rất là nhiều phương pháp khác nhau để tiệt trùng những cái loại thực phẩm đó, thì sau này các bạn sẽ được học, không phải học ở trong môn này, các bạn sẽ học trong môn công nghệ chế biến thực phẩm, tất cả những cái phương pháp nào để chế biến và bảo quản đúng không? Thì bây giờ ấy, các loại ví dụ như là cái gì nhỉ, cá khô ấy,
cá tươi nguyên vị ban đầu ấy đi đi để ăn ấy, để xuất khẩu qua nước ngoài ấy, thì Việt Nam mình bây giờ là toàn sử dụng chiếu xạ thôi, cứ cắt con cá mảnh ra hoặc là dập ra làm đôi đó, xong rồi chiếu xạ một cái đóng hộp, thế là ăn thôi. Mà giữ thì được rất lâu, 6 tháng hay sao ấy, cái loại sản phẩm cô ăn là hình như là 6 tháng, nhớ lắm, tại vì được cho là ăn rồi, mà đã ăn ngay rồi thì không để ý tới thời hạn sử dụng nữa. Các bạn nghỉ giải lao nha, tới 9 giờ 6 phút chúng ta học tiếp nha cả nhà. Nguyệt ơi, em có ở đây không? À, Nguyên. Dạ có. Nguyên ơi, tại sao lớp học từ bữa tới giờ rồi mà bây giờ em mới biết để đi học? Dạ em mới bổ sung học phần đó cô. Em đã biết là em sẽ bổ sung học phần và em sẽ học môn này, tại sao em không xin phép cô để được học ngay từ buổi đầu? Dạ tại em sợ đăng ký không thành công đó cô. Tại vì em bổ sung sau cái ngày mà có cái link đăng ký bổ sung học phần không. Tại vì môn này á, là sẽ thi trắc nghiệm đây em, mà bây giờ cô cũng đã triển khai cho tất cả các bạn ở trong lớp thực hành rồi, tại vì bây giờ ảnh hưởng của dịch giã thế này thì có khả năng là chúng ta cũng không lên được phòng thí nghiệm đâu. Rồi các bạn còn đang bị dồn thực hành của các môn của học kỳ 2 năm ngoái nữa đúng không? Đó, nên cô đã cho làm ngay rồi, bây giờ em mới vào thế này là cô sẽ, Nguyên ơi, Dạ. cô sẽ bật buổi buổi bài giảng của những cái hôm trước mà chúng ta đã học rồi, chúng ta học được 5 buổi rồi. Cô sẽ bật lên hết và em chịu khó ở nhà em mở lên để học lại ha. Tất nhiên ở trong đó nhiều phần cô nói chuyện đùa thôi, nó cũng không liên quan tới việc này, nhưng mà nó cũng đi hết vào trong ghi âm rồi. Sau khi mà bạn Nguyên á xem lại xong á, biết được phương pháp thi rồi đúng không, và cả bài thực hành ấy, thì thực thực hiện làm luôn bài thực hành đi em, chứ cô không nói lại nữa nha Nguyên nha. Dạ. Ừ, cô sẽ bật chế độ hiển thị. Em vào trong cái LMS, sau đó rồi vào link Google Meet cho môn dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Được chưa? Rồi. Ở phía dưới nó có danh sách các bản ghi đó, em kiểm tra xem, thấy chưa? Hiện tại là có 5 bản ghi đó. Dạ em thấy rồi. Thấy rồi. Các bạn trong lớp cũng có thấy không? Đó, cô sẽ để mở hết các link này ra trong khoảng 2-3 ngày gì đó, rồi sau đó cô sẽ đóng lại, tại vì cô không, tóm lại là các bạn xem đi, nếu như mà cần xem lại bài giảng ở khúc nào đó, nhiều lúc cô không có thích tung lên để lên như thế này, tại vì cô biết là trong quá trình giảng dạy có nhiều chỗ cô bị nói, thứ nhất là nói nhầm, thứ hai là nó cũng có sự sắp xếp nói nó hơi lộn xộn đúng không, nên thành thử ra là cũng không thích tung lên lâu đâu, nên bạn Nguyên tranh thủ học bài trong mấy ngày này đi nhé, rồi sau đó cô sẽ đóng lại đấy, chứ cô không có để đâu, cô tránh trường hợp tình trạng một số trường hợp éo le ở ở trên mạng là sau đó các bạn thích ý các bạn mà cắt khúc ra và các bạn tung lên mạng, còn mục đích để làm gì thì cô không biết, nhưng mà cô đoán là chắc cô cũng không xui xẻo như vậy, mà lớp mình cũng rất là dễ thương đúng không, nhưng mà nhiều khi lời ăn tiếng nói thì nó cũng tránh không có được, gọi là nhiều khi nó chỉ vấp một vài hai từ gì đó thôi thì người ta gọi là lỗi thì được ghi nhớ mãi, còn những gì mà bạn đã làm tốt ở trước đó thì không ai nhớ tới, nếu như vậy đó, nên tất cả các thầy cô là hầu hết sẽ không có ai tung danh sách bạn ghi lên trên đây đâu, nên Nguyên tranh thủ coi đi, cô chỉ để mấy ngày thôi rồi cô tắt đó nghe. Dạ, dễ không ăn cô. Ừ, rồi nghỉ giải lao nhé.